quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đại sứ Italia. Nguy hại từ những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 14 tháng 4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xã giao Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, đang có chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Dự buổi tiếp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Vui mừng đón tiếp ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử, những thành tựu nổi bật và định hướng lớn của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2021-2025, cũng như tiềm năng thế mạnh và sự thân thiện hiếu khách của người Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho biết, Thanh Hóa hiện có 9 doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với các đối tác Italia, với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt gần 29 triệu đô la Mỹ. Quý 1 năm 2022 đạt 2,7 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là hàng may mặc, giày dép thủy sản, dứa đóng lon và các sản phẩm sau lọc hóa dầu. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với các đối tác phía Italia và hy vọng qua buổi gặp gỡ này, hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác đầu tư. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn ngài đại sứ Italia sẽ tạo điều kiện hỗ trợ Thanh Hóa tiếp cận các nguồn vốn ODA và các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của chính phủ Italia tăng cường giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa du lịch, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tình hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Ngài Antonio Alessandro đại sứ đặc mệnh toàn quyền italia tại việt nam bày tỏ ấn tượng đối với truyền thống lịch sử văn hóa đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của thanh hóa trong thời gian gần đây đồng thời khẳng định sẽ quan tâm hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư để tỉnh thanh hóa kêu gọi các doanh nghiệp đối tác italia tới thăm tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh thanh hóa qua đó thúc đẩy mối quan hệ phát triển thương mại giữa tỉnh thanh hóa và italia lên tầm cao mới Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1 năm 2022. Các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2022, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ổn định. Việc thực hiện các quy định cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí phản ánh được thực hiện nghiêm túc, đã hạn chế tình trạng đưa tin một chiều, sai sự thật, suy diễn, góp phần ổn định tình hình, tạo sự lan tỏa rộng rãi, sự đồng thuận cao trong xã hội và nhân dân. Tỷ lệ tin bài tuyên truyền phản ánh những vấn đề tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội đạt trên 80%, tỷ lệ tin bài phản ánh về những vấn đề bất cập hạn chế khoảng 15 đến 20% không có tin bài thiếu chính xác, sai sự thật về tỉnh. Đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là việc chủ động kịp thời tiếp nhận thông tin các cơ quan báo chí phản ánh để xác minh xử lý và có ý kiến trả lời với công luận, tạo sự đồng thuận cao về dư luận xã hội, đồng thời phản ánh một số vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, quản lý di tích, cấp phép khai thác khoáng sản, mở cửa thị trường du lịch, đề xuất các cơ quan chức năng nắm bắt xử lý và có ý kiến phản hồi. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục dành sự quan tâm tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp các ngành các địa phương trong quý 2 và cả năm 2022, nhất là các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch, các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, việc cụ thể hóa nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa đồng thời đề nghị các sở ngành và các địa phương tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp trao đổi thông tin đối với những vấn đề dư luận quan tâm. Cũng trong sáng nay 14 tháng 4 tại trường trung học cơ sở Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa đã diễn ra lễ khánh thành công trình nhà truyền thống và sinh hoạt chuyên môn do Quỹ tác động nhanh của chính phủ Ấn Độ tài trợ. Dự lễ có Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình đầu tiên tại Thanh Hóa do quỹ tác động nhanh của chính phủ Ấn Độ tài trợ với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ của quỹ tác động nhanh là 1,1 tỷ đồng và vốn đối ứng của địa phương là 1,4 tỷ đồng. Đây là nơi để cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Quý trao đổi, trao dồi chuyên môn nghiệp vụ, cũng là nơi lưu giữ trưng bày hình ảnh, tư liệu, giáo dục truyền thống cho học sinh. Công trình góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất cho trường trung học cơ sở Hoàng Quý theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ dành cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời tin tưởng rằng những hoạt động này sẽ góp phần tô thám thêm cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam-Ấn Độ nói chung, giữa tỉnh Thanh Hóa và Đại sứ quán Ấn Độ nói riêng. Đồng thời bày tỏ mong muốn, đại sứ quán Ấn Độ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa các dự án bổ sung cơ sở vật chất cho một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, hạ tầng, cấp thoát nước, nhất là tại khu vực miền núi và các địa bàn còn nhiều khó khăn. Sáng 14 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông thời gian tới. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quý 1 năm 2022, mặc dù số vụ tai nạn, số người tử vong, số người bị thương do tai nạn giao thông trên cả nước giảm 3,84% so với cùng kỳ, nhưng không hoàn thành mục tiêu giảm 10%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể yêu cầu các bộ ngành, đơn vị địa phương trong cả nước có đánh giá kiểm điểm nghiêm túc, có những giải pháp quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời cần tập trung thực hiện bằng được mục tiêu cả nước giảm được 10% số người chết do tai nạn giao thông trong năm nay. Ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang giao cơ quan thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông để thực hiện mục tiêu về kiềm chế giảm tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương và lực lượng chức năng cần làm tốt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường dẹp bỏ chợ cóc chợ tạm gây mất an toàn giao thông vi phạm an toàn giao thông đồn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông để nâng cao khả năng kết nối giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông để mỗi người dân khi tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành trước hết vì an toàn cho chính bản thân mình Hôm nay 14 tháng 4 tại Trung tâm Chính trị huyện Thường Xuân, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với huyện ủy Thường Xuân tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cụm 3 năm 2022. Cụm 3 gồm 5 đơn vị, thành phố Thanh Hóa, các huyện Yên Định, Hà Trung, Bà Thước và Thường Xuân. Tại hội thi, các giảng viên của 5 đơn vị đã tham gia 3 phần thi gồm chuẩn bị giáo án, giảng bài và trả lời câu hỏi các nội dung, chương trình sơ cấp lý luận chính trị, lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, lý luận chính trị dành cho đảng viên mới các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở chuyên đề chủ nghĩa yêu nước tư tưởng hồ chí minh hội thi giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị tạo điều kiện cho trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị từng bước nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, tạo điều kiện để các giảng viên giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, góp phần đánh giá thực chất đội ngũ giảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang kéo theo nhiều mặt trái có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, trong đó phải kể đến những hội nhóm mang tính chất tiêu cực mà sự trao đổi chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong nhóm có thể lan truyền nội dung phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các hành vi phạm pháp, gây mất an toàn xã hội, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Cần tìm một bạn đi cướp tiền, cần mua khẩu súng lục, muốn bắn mạng để trả nợ, muốn tự tử vì vỡ nợ. Những nội dung này được đăng rất nhiều trong hội vỡ nợ túng quẫn làm liều, một group công khai trên mạng xã hội Facebook với hơn 13.400 thành viên tham gia ngoài ra còn rất nhiều hội nhóm tiêu cực như hội những người muốn tự tử, nhóm đòi nợ thuê, hội những người đi tù hoặc hội ngoại tình và vụng trộm, hội chán sống, hội ghét cha mẹ. Hội nhóm tiêu cực thường đặt theo chiều hướng đặt tên nhóm theo chiều hướng xấu à, hoặc là trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, à, nó gây ra sự hiếu kỳ đối với người dùng mạng xã hội, à, đặc biệt là với các bạn trẻ. À, nhóm thì tuy là ảo nhưng mà hệ lụy của nó là thực và nếu các bạn trẻ mà không tỉnh táo không nhận diện được thì đây chính là cái con dao hai lưỡi gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Trên thực tế, đã có những hành vi phạm tội hoặc tự hủy hoại bản thân ngoài đời thật xuất phát từ các hội nhóm ảo trên mạng xã hội. Do đó để loại bỏ những thông tin xấu độc từ các hội nhóm đen trên mạng xã hội, mỗi cá nhân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng tỉnh táo trong việc lựa chọn hội nhóm để tham gia cũng như biết lọc thông tin để tiếp nhận. Bên cạnh đó các bậc phụ huynh cần quan tâm và có định hướng phù hợp khi con em sử dụng mạng xã hội, tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin rác đang tràn lan trên mạng xã hội như hiện nay. Bản tin cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.